chính mình. Lòng ta luôn khao khát, giữ vững bao niềm tin, vượt gian nan thử thách là vượt lên chính mình. Chào mừng bà con tại thị trấn Bằng Lũng, huyện Trà Đồn, tỉnh Bắc Cạn. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chương trình Vượt Lên Chính Mình về với huyện Trà Đồn, tỉnh Bắc Cạn. Đời sống bà con chủ yếu dựa vào nguồn tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp, kinh tế còn nhiều khó khăn. Chương trình Vượt Lên Chính Mình đến với các hộ gia đình có nghề nhưng vay nợ ngân hàng nhiều năm chưa trả được. Nay thông qua cuộc thi, bằng chính nghề mà các hộ gia đình đang mưu sinh để được xóa nợ và cấp vốn từ nguồn vốn có được, nhiều hộ gia đình dùng để đầu tư phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống. Đó cũng chính là động lực để hành trình năm thứ 14 của chương trình luôn luôn vững vàng với tâm niệm: nơi đâu có hộ gia đình vượt khó vươn lên, nơi đó có sự đồng hành của Vượt Lên Chính Mình. Quốc Thượng trân trọng kính mời toàn thể bà con chúng ta cùng đến với một câu chuyện ngay sau đây. Chúng tôi đến thôn Bản Lát, xã Quảng Bạch, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn vào một ngày mưa, gặp vợ chồng anh Ngô Văn Trọng và chị La Thị Lộc đang đi thăm ruộng. Đã hơn 10 năm kể từ ngày chị Lộc bị tai biến, phải nằm viện điều trị chạy chữa thuốc men. Giờ bệnh cũng đã đỡ nhiều nhưng lúc nhớ lúc quên, không thể lao động được lâu. Thế nên gánh nặng gia đình lo cho hai con đi học lại càng đè nặng lên vai người cha nghèo vốn đã nhiều tuổi này. Nhiều người cũng nói gọi là ở nhà mình nghèo khó thế này thì gọi con về hộ cha mẹ làm việc thì nó đỡ hơn, nhưng mà cái ý của tôi ý, muốn cho con là học hết 12 đi để mà sau này làm cái việc gì thì nó đỡ hơn, còn là cho con khổ như đời bố là cũng nhiều lúc thì cũng nghĩ cũng đau khổ lắm. Có những ngày cuối tuần được nghỉ về thăm nhà, cậu con trai Ngô Văn Thủy lại lên rừng tìm măng. Được nhiều thì đem đi bán lấy tiền lo đóng học, ít thì để lại lo cho bữa cơm rau. Trò học xa nhà nên hơn ai hết Thủy càng thấm thía những chắc chiêu dành dụm của cha mẹ để em có được 12 năm trên ghế nhà trường. Nhiều lúc tụi em cũng muốn bỏ học lắm, nhưng mà bố cứ động viên là cứ học tiếp đi, bố đủ sức để cung cấp cho em học hết 12, cho nên em cố gắng. Em nhiều lúc cũng tìm kiếm việc ở trên thị trấn để làm 40.000 hay 50.000 một buổi đấy. Việc như bưng bê ở quán ăn các kiểu để đỡ phải lấy tiền từ nhà ra. Em biết là ở nhà bố em cũng không làm ra được tiền để cung cấp 12 năm ăn học cho em thì em cũng biết bố khổ nhiều. Em cũng không muốn làm khổ bố nữa. Bên bếp lửa hôm nay, cô bé Ngô Thị Thơm lại được cùng mẹ ngồi trò chuyện. May mắn hơn anh trai, Thơm được học trường nội trú cũng là đỡ được phần nhiều tiền ăn học phải lo. Thế nhưng cũng không tránh khỏi những lúc em phải nhịn ăn bữa tối để đỡ một phần những vất vả mẹ cha. Hành động nhỏ nhưng trong lòng em thật nhiều suy nghĩ, có cả buồn tủi mà em cần và đã vượt qua. Cuối tuần thì ba mẹ các bạn lên thì có rất là nhiều quà, nhưng mà mỗi nhà em là bố mẹ cũng để lên thăm em được. Em cũng buồn nhưng mà em cũng biết là vì hoàn cảnh gia đình nên là em không thể được như các bạn được. Bố mẹ nuôi em ăn học là cũng là tốt lắm rồi. Nhiều năm là học sinh giỏi, gương mẫu của trường, của lớp, cô bé người Tày đang học lớp 8 này đã luôn nỗ lực không ngừng. Những nét bút trên trang vở trắng hôm nay là đã có những ngày đi tìm rau ngót rừng đem bán. Dù mỗi lần chỉ có được 10 đến 15 ngàn đồng, nhưng em để dành lại để trang trải tiền ăn học lúc xa nhà. Bởi trong lòng cô con gái nhỏ thương cha xót mẹ, bao năm nuôi em với lo lắng tảo tần. Em nghĩ về mẹ em không làm được, có những đêm em đã khóc rồi. Có những ngày cuối tuần em gọi cho bố không được, em rất là lo. Bố ốm hay là bị
cách làm sao. Em muốn bố mẹ em đừng vì anh em mà làm công việc nặng nhọc ảnh hưởng đến sức khỏe. Em không được bằng các bạn nhưng em sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này em ra ngoài cuộc sống, em làm việc, em kiếm tiền và em nuôi bố mẹ. Khi hai con rời nhà đi học xa cũng là lúc cha lại đội mưa đi đào đất. Khi con áo trắng đến trường thì là cha lấm lem bùn đất. Cực nhọc cả ngày, cha mới đem về được 120.000 đồng là để bước chân con được nối dài hy vọng. Dù ngày mai cha có phải đi làm thuê, dựng nhà, chuyển gỗ hay lên rừng tìm cây thuốc bán, vẫn dành lại đồng tiền cho mơ ước của con. Kính thưa bà con, hai vợ chồng mỗi một ngày tuổi càng cao, tất cả mọi chi phí càng ngày càng nhiều, khó khăn lắm thưa quý vị. Và đó cũng chính là lý do vì sao chương trình Vượt Lên Chính Mình hôm nay có mặt ở đây để muốn chia sẻ tất cả những khó nhọc của gia đình. Và ngay bây giờ, trân trọng kính mời toàn thể bà con chúng ta dành một tràng pháo tay đón chào gia đình anh Ngô Văn Trọng và chị La Thị Lộc. Chào anh Trọng. Với hoàn cảnh gia đình của mình hiện giờ, anh có thể chia sẻ cho chương trình được biết là cái khoảng thời gian nào là gia đình mình gặp khó khăn nhất? Vợ tôi thì bị tai biến từ năm 2007 đến nay rồi. Một mình nuôi hai đứa con để đi học. Lúc khó khăn nhất là vừa bị đồng áng rồi vừa bị nhà. Thì nhiều lúc con về nhà lấy tiền đi lột nhưng mà bố cũng không có, cũng phải đi vay mượn anh chị ở trong thôn, trong bản về tạm đưa cho con. Chào cháu Thủy, cháu có thể chia sẻ những cái dự định của cháu trong tương lai như thế nào? Lúc đăng ký tốt nghiệp thì các bạn ghi các nguyện vọng thì cháu cũng muốn ghi, nhưng nghĩ đến hoàn cảnh gia đình mình thì cháu không dám ạ. Sợ bố mẹ không đủ điều kiện để cho mình học tiếp ạ. Cháu ước là trong tương lai cháu sẽ có một công việc ổn định, kiếm thật nhiều tiền, nuôi bố mẹ, ăn dưỡng tuổi già. Kính thưa quý vị, đó là chia sẻ của cháu Thủy. Và chú Thuận mong rằng cháu Thủy sẽ tiếp tục cố gắng học để trả lãnh công ơn cho bố mẹ của mình. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay đến với chương trình Vượt Lên Chính Mình, Quốc Thuận trân trọng giới thiệu sự hiện diện của phóng viên Trung đoàn Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bắc Cạn. Một tràng pháo tay cho phóng viên Trung đoàn. Chào phóng viên Trung đoàn. Với những lời tâm sự của các thành viên trong gia đình của anh Trọng, Trung đoàn có những chia sẻ gì đến với gia đình? Thưa quý vị và thưa toàn thể bà con, sau khi xem xong clip cũng như là nghe những lời tâm sự của gia đình chú Trọng, thật sự là tôi đã rất là xúc động. Và tôi càng khâm phục hơn trước cái tinh thần nghị lực vươn lên của gia đình chú, đặc biệt là em Thủy cũng như là em Thơm. Mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn như vậy, nhưng mà các em luôn cố gắng trong học tập, nuôi dưỡng ước mơ cho mình. Và tôi mong muốn là đến với chương trình ngày hôm nay, gia đình có thêm được một nguồn vốn để có thể vượt qua giai đoạn khó khăn cũng như là phát triển kinh tế. Và bây giờ, xin mời quý vị chúng ta cùng đến với vòng thi xóa nợ và cấp vốn của chương trình Vượt Lên Chính Mình. Kính thưa quý vị, đến với vòng thi xóa nợ và cấp vốn của chương trình, anh Trọng sẽ vượt qua một thử thách, đó chính là đào măng vầu, với sự hỗ trợ của phóng viên Trung đoàn Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bắc Cạn. Thử thách như sau: ở đây có hai sọt măng vầu, phóng viên Trung đoàn sẽ mang một sọt lên trên đây, sau đó sẽ dùng dao đi qua bụi tre chặt 20 cây măng vầu rồi bỏ vào trong sọt mang qua để bên đây. Nhiệm vụ của anh Trọng đó chính là bóc vỏ ngoài 10 cây măng vầu để cho anh Trung đoàn đổ vào trong nồi. Trong vòng 1 phút 30 giây, nếu như trong nồi có được 10 cây măng vầu đã được lột sạch thì gia đình của anh Trọng sẽ nhận được hai bảng xóa nợ và cấp vốn từ thương hiệu của các nhà tài trợ. Nếu vượt quá thời gian quy định thì cứ mỗi 1 giây tăng thêm, gia đình sẽ bị trừ 100.000 đồng vào số tiền rút bảng. Và bây giờ mời hai thành viên chúng ta vào vị trí xuất phát. 1 phút 30 giây dành cho thử thách đào măng vầu bắt đầu. Bây giờ thì chúng ta nhìn thấy là phóng viên Trung đoàn đã đặt một sọt trên đây. Và bây giờ nhiệm vụ tiếp theo của Trung đoàn đó chính là chặt 20 cái măng vầu rồi mang qua đây cho anh Trọng. Kính thưa quý vị, măng vầu là một đặc sản nổi tiếng ở vùng Tây Bắc nói chung, và đây là một món ăn rất ngon của dân tộc Tây.
măng bầu có thể ngâm giấm hoặc là xào, đó là một món ăn rất là ngon. Thưa quý vị, những tràng pháo tay của quý vị sẽ giúp cho các thành viên chúng tôi sẽ thực hiện tốt thử thách này. Những cơn mưa đầu mùa đó chính là báo hiệu cho những cành măng bầu sẽ mọc lên. Bây giờ chúng ta thấy là anh Trung Đoàn đã xong qua công việc của mình và anh đã qua phụ anh Trọng để mà bóc vỏ ngoài của măng bầu. Cố lên! Bây giờ chỉ còn là, theo quân thượng nhận thấy là chỉ còn 2-3 cái măng bầu chưa bóc vỏ mà thôi. Cố lên anh Trọng ơi! Xong! Bây giờ chúng ta hãy nhìn lên màn hình. Thời gian chỉ là bao nhiêu? Hãy cùng hô to với quốc thượng. 1 phút 22 giây. Như vậy là sớm hơn 8 giây so với thời gian quy định là 1 phút 30 giây. Bây giờ quốc thượng mời một bạn học sinh sẽ kiểm tra ở trong nồi là bao nhiêu cái măng bầu. Mời cháu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10 cây ạ. Như vậy là 10 cây măng bầu đã được bỏ vào trong nồi. Cảm ơn cháu. Ở trong sọt có đúng là 20 cây măng bầu đã được chặt từ ở bụi tre hay không? Nào, mời tất cả quý vị cùng đếm quốc thượng. 14, 16, 18. Mời Trung Đoàn đếm giùm tôi. 21 ạ. Như vậy với thời gian là 1 phút 22 giây, gia đình của anh Trọng sẽ nhận được hai bảng xóa nợ và cấp vốn từ thương hiệu của các nhà tài trợ. Chúc mừng gia đình anh Trọng. Kính thưa quý vị, sau khi vượt qua thử thách đầu tiên, gia đình của anh Trọng sẽ nhận được hai bảng xóa nợ và cấp vốn từ thương hiệu của các nhà tài trợ. Bên tay phải của quốc thượng hiện giờ đó chính là thương hiệu của các nhà tài trợ. Bên tay trái quốc thượng hiện giờ đó chính là thương hiệu của các nhà tài trợ. Mời gia đình của anh Trọng, chúng ta cùng đến với thương hiệu đầu tiên. Anh sẽ lựa chọn thương hiệu nào? Bột giặt Net. Anh Trọng lựa chọn thương hiệu bột giặt Hương Hoa Xứ Net. Bột giặt Hương Hoa Xứ Net 8 triệu đồng. Thay mặt thương hiệu bột giặt Hương Hoa Xứ Net gửi tặng gia đình số tiền là 8 triệu đồng. Và bây giờ mời gia đình của anh Trọng, chúng ta cùng đến với thương hiệu tiếp theo. Cháu sẽ lựa chọn thương hiệu nào? Vâng, cháu chọn ống kẽm nhúng nóng hoa sen ạ. Đây chính là lựa chọn của cháu Thủy, đó chính là ống kẽm nhúng nóng hoa sen. Ống kẽm nhúng nóng hoa sen 14 triệu đồng. Thay mặt ống kẽm nhúng nóng hoa sen gửi tặng gia đình số tiền là 14 triệu đồng. Như vậy đến với phần rút hai bảng xóa nợ và cấp vốn từ thương hiệu của các nhà tài trợ, gia đình anh Trọng nhận được tổng số tiền là 22 triệu đồng. Chúc mừng gia đình anh Trọng. Kính mời bà Ma Thị Na, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy huyện Trà Đồn trao tặng số tiền 22 triệu ở vòng xóa nợ và cấp vốn từ thương hiệu của các nhà tài trợ. Trân trọng kính mời bà. Chúc mừng gia đình anh Trọng. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với trò chơi liên hoàn của chương trình Vượt Lên Chính Mình. Kính thưa quý vị, trò chơi liên hoàn gồm có 4 trò chơi như sau: đi cầu bập bênh lấy gậy tiếp sức, vượt chướng ngại vật, đi cà kheo và vượt cầu xà phòng. Tham gia trò chơi liên hoàn gồm có 4 thành viên như sau: anh Ngô Văn Trọng,
hai đoàn viên thanh niên xã, đó chính là anh Triệu Văn Thánh, anh Chu Đức Mạnh và phóng viên Trung Đoàn. Trong vòng 1 phút 30 giây, nếu vượt qua 4 trò chơi thì gia đình của anh Trọng sẽ nhận được số tiền thưởng là 4 triệu đồng. Nếu vượt quá thời gian quy định thì cứ mỗi 1 giây tăng thêm sẽ bị trừ 100.000 đồng. Và nếu như thất bại ở trò chơi nào thì sẽ bị trừ tới 1 triệu đồng. Thử thách như sau: người chơi thứ nhất sẽ đi chân không, đi lên trên cầu bập bênh và lấy gậy tiếp sức. Nếu như ngã xuống thì coi như thua cuộc ở trò chơi này. Và người chơi thứ nhất vẫn tiếp tục cầm gậy tiếp sức chạm vào quả bóng. Bên trong có người chơi thứ hai ở trò chơi vượt chướng ngại vật. Và nhiệm vụ người chơi thứ hai đó chính là di chuyển theo hình zigzag vượt qua các chướng ngại vật, không làm ngã đổ bất kỳ con kỳ nào cả. Sau khi vượt qua rồi, người chơi thứ nhất sẽ đưa gậy tiếp sức cho người chơi thứ ba ở trò chơi đi cà kheo. Người chơi thứ ba phải đi cà kheo vượt qua tất cả các chướng ngại vật với độ cao thấp khác nhau, không được làm ngã các chướng ngại vật cũng như là rơi xuống đất. Khi vượt qua rồi, người chơi thứ ba sẽ cầm gậy tiếp sức đưa cho người chơi thứ tư ở trò chơi vượt cầu xà phòng. Người chơi thứ tư sẽ đi chân vịt và vượt qua một đoạn cầu xà phòng. Ở đây có xà phòng rất nhiều cho nên rất là trơn trượt. Sau khi vượt qua rồi thì trò chơi liên hoàn kết thúc. Mời tất cả 4 thành viên chúng ta hội ý với nhau. Như vậy các thành viên đã hội ý xong. Bây giờ mời 4 thành viên chúng ta vào vị trí chuẩn bị. 1 phút 30 giây dành cho trò chơi liên hoàn bắt đầu. Trò chơi đầu tiên đi cầu bập bênh đòi hỏi người chơi phải thật sự bình tĩnh khéo léo để giữ thăng bằng, để vượt qua. Nếu như rơi xuống thì coi như trò chơi này kết thúc. Lấy gậy tiếp sức đi. Rồi kìa, cầm lên, cầm lên, cầm gậy tiếp sức, cầm gậy tiếp sức kìa. Như vậy là thua thôi quý vị, nhưng mà phóng viên Trung Đoàn cũng phải tiếp tục chạm vào quả bóng để cho anh Trọng sẽ di chuyển theo hình xiết xác vượt qua các cọc tiêu, không được làm cả đổ. Ở trò chơi này chúng ta nhìn thấy dễ dàng nhưng mà không dễ thưa quý vị, phải thật sự bình tĩnh, bình tĩnh để làm sao thật khéo léo di chuyển vượt qua hết các cọc tiêu, không được làm ngã đổ cọc tiêu. Nếu như ngã đổ cọc tiêu thì coi như thất bại ở trò chơi này. Đây là một trò chơi đòi hỏi sự khéo léo của người di chuyển quả bóng. Nếu như quả bóng chạm vào mức màu xanh thì lập tức đưa gậy tiếp sức cho người chơi thứ ba, đưa người chơi thứ ba. Và bây giờ đi. Đây là trò chơi dân gian rất quen thuộc cho bà con vùng cao. Người chơi phải thật sự bình tĩnh để mà giữ thăng bằng. Đây là một trò chơi đòi hỏi người chơi phải thật sự bình tĩnh để mà giữ thăng bằng khi mà đi trên cà kheo. Có người thất bại rồi. Lẽ lẽ bây giờ người chơi thứ tư đó chính là đi chân vịt vượt qua đoạn cầu xà phòng. Cái đường này rất là khó khăn. Nếu như ngã xuống thì người chơi nếu như còn thời gian có thể quay lại từ đầu ở trò chơi này, vượt qua đi. Xong. Bây giờ quốc thượng muốn mời bà con chúng ta cùng hô to thời gian trên màn hình là bao nhiêu. 1 phút 27 giây, quá tuyệt vời. Thế nhưng anh Trung Đoàn đã không vượt qua được trò chơi đầu tiên, đó là đi cầu bập bênh lấy gậy tiếp sức. Và anh Mạnh cũng đã không thể vượt qua được trò chơi thứ ba, đó là đi cà kheo. Như vậy, gia đình của anh Trọng sẽ nhận được số tiền là 2 triệu đồng. Trân trọng kính mời ông Nông Văn Thẩm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Bạch, trao tặng số tiền 2 triệu đồng cho gia đình. Trân trọng kính mời ông. Chúc mừng gia đình anh Trọng. Kính thưa quý vị, qua một cuộc vận động đồng cảm và chia sẻ thì bà con ở đây đã gửi tặng cho gia đình số tiền là 2.740.000 đồng. Mời phóng viên Trung Đoàn trao tặng số tiền này cho gia đình. Mời anh. Bên cạnh đó thì em Phan Trung Khiêm ở thành phố Hồ Chí Minh cũng gửi tặng gia đình số tiền là 1.500.000 đồng. Sữa đậu nành Nuti Canxi giảm nguy cơ loãng xương sau 12 tuần cũng gửi tặng cho gia đình 1 năm uống sữa miễn phí. Và sữa đậu nành Nuti Canxi cũng gửi tặng cho gia đình 1 nồi cơm điện tử. Bên cạnh đó, Tô Hoa Sen cũng gửi tặng cho gia đình 1 chiếc radio để nghe thông tin và thời sự.
Kính thưa quý vị, ngày hôm nay phóng viên trung đoàn Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bắc Cạn đã đến đây hỗ trợ cho gia đình vượt qua những thử thách. Thay mặt chương trình, Quốc Thường xin được gửi tặng anh trung đoàn một kỷ niệm chương. Và ngày hôm nay, bà con đến đây tham dự chương trình Vượt Lên Chính Mình sẽ được thương hiệu Hù Kiệt gửi tặng 100 đôi giày và dép. Và ngay sau đây, mời gia đình chúng ta cùng đến với một niềm vui nữa, đó chính là phần rút thăm may mắn. Kính thưa quý vị, ở trên sân khấu hiện giờ có chị Thắm là họ hàng của gia đình. Và đặc biệt đó chính là sự xuất hiện của cháu Thơm. Xin quý vị dành một tràng pháo tay cho các thành viên trong gia đình của anh Trọng. Chúng ta có 3 thùng phiếu may mắn: ống nhựa hoa sen dẫn nguồn hạnh phúc, sữa đậu nành Nuti Canxi giảm nguy cơ loãng xương sau 2 tuần, và tô hoa sen mái ấm gia đình Việt. Mời anh Trọng sẽ đến với cuộn thăm may mắn đầu tiên. Ống nhựa hoa sen dẫn nguồn hạnh phúc 3 triệu đồng. Và tiếp theo, mời chị Thắm sẽ đến với cuộn thăm may mắn thứ hai. Mời chị. Mời chị Thắm. Sữa đậu nành Nuti Canxi giảm nguy cơ loãng xương sau 2 tuần 3 triệu đồng. Mời cháu Thơm. Đây là cuộn thăm thứ 3, cũng là cuộn thăm cuối cùng. Tô hoa sen mái ấm gia đình Việt 20 triệu đồng. Kính thưa quý vị, như vậy là đến với vòng rút thăm may mắn từ thương hiệu của các nhà tài trợ, gia đình của anh Trọng nhận được tổng số tiền là 26 triệu đồng. Thay mặt cho các nhà tài trợ gửi tặng cho gia đình số tiền là ống nhựa hoa sen dẫn nguồn hạnh phúc 3 triệu đồng. Sữa đậu nành Nuti Canxi giảm nguy cơ loãng xương sau 2 tuần 3 triệu đồng. Tô hoa sen mái ấm gia đình Việt 20 triệu đồng. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay đến với chương trình Vượt Lên Chính Mình, gia đình của anh Trọng và chị Lộc đã nhận được rất nhiều những tình cảm quý báu từ bà con ở tại địa phương. Tổng số tiền gia đình anh Trọng và chị Lộc sẽ nhận được 54.240.000 đồng. Thơm ơi, với không khí như lúc này thì cháu có thể chia sẻ cảm nghĩ của cháu ra sao? Kính thưa chương trình, là hôm nay cháu đến hơi muộn, tiếc là không thể tham gia đầy đủ chương trình, nhưng cháu vẫn rất là vui. Cháu rất cảm ơn chương trình, cảm ơn lãnh đạo địa phương đã đến đây giúp đỡ gia đình cháu. Cảm ơn cháu Thơm. Với số vốn có được thì anh có thể chia sẻ là dự định của anh trong tương lai như thế nào ạ? Cái số vốn này thì tôi cũng dự định là chi một phần là đi giãn ở ngân hàng, chi cho hai đứa là học hết. Còn một ít ý, thì tôi cũng mua một mảnh đất để mà trồng cây hồng. Xin cảm ơn những chia sẻ của anh. Với số vốn có được từ chương trình Vượt Lên Chính Mình, hy vọng rằng anh Trọng sẽ đầu tư phát triển kinh tế cũng như cải thiện cuộc sống. Ống nhựa hoa sen dẫn nguồn hạnh phúc, sữa đậu nành Nuti Canxi giảm nguy cơ loãng xương sau 12 tuần, tô hoa sen mái ấm gia đình Việt cùng các nhà tài trợ khác hân hạnh đồng hành cùng với chương trình Vượt Lên Chính Mình. Và ngay sau đây, trân trọng kính mời quý vị chúng ta cùng đến với những hình ảnh hướng nghiệp hướng tới tương lai của gia đình anh Trọng và chị Lộc. Vất vả khó nhọc là thế, nhưng chưa một lần anh Trọng muốn các con thôi học. Và ấp ủ của anh giờ đây đã trở nên chắc chắn hơn. Với số tiền 54.240.000 đồng nhận được từ chương trình Vượt Lên Chính Mình, bước đầu anh Trọng đã dùng 12 triệu để mua đất trồng cây hồng không hạt, phát triển kinh tế gia đình. Hy vọng với thu nhập từ sự đầu tư này sẽ giúp gia đình anh có được một cuộc sống ổn định, và quan trọng hơn là về con đường học vấn của các con. Vượt Lên Chính Mình tin rằng đây sẽ là hành trang mở đầu cho những điều tốt đẹp đến với anh chị và các con. Những con đường gập ghềnh hay dốc cao, bao chông gai lòng ta không chùn bước. Hãy kiên trì, tự tin nơi chính ta, quyết tâm là
chính mình bằng niềm tin ý chí. Thành công nghĩa vàng từ phút giây này đây. Quyết lên chính mình hãy vững tin bạn hỡi. Bằng bao nỗ lực để vươn tới tương lai. Bình minh đến rồi một ngày mai tươi sáng. Tự tin sức mình cùng vượt.